Xin chào quý khán giả và bà con nông dân. Thưa bà con, lưỡi áp cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc suy yếu và di chuyển ra phía đông. Do vậy, toàn miền Bắc mưa giảm dần và điều kiện cho vùng áp thấp phía Tây đầu mùa hoạt động trở lại. Dự báo từ ngày 28, vùng áp thấp nóng này có xu hướng phát triển dần sang phía đông, gây tăng nhiệt mạnh. Tuy nhiên, đến khoảng ngày 2 tháng 3, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới. Sau đây, mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất từ 22 cho đến 25 độ. Riêng địa Biên Lai Châu từ 26 đến 29 độ, độ ẩm từ 65 đến 75%. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 cho đến 25 độ, độ ẩm là từ 65 đến 75%. Khu vực Đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, cao nhất từ 21 cho đến 24 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 21 cho đến 24 độ, độ ẩm từ 65 đến 80%. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận trời nhiều mây, có ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 cho đến 30 độ, có nơi từ 28 cho đến 30 độ, độ ẩm là 70 đến 80%. Thưa quý vị, dù có mưa trên diện rộng trong vài ngày qua nhưng tổng lượng mưa không đủ để tạo thành dòng chảy và không đủ để làm giảm sự khô hạn đang diễn ra tại khu vực các tỉnh từ Bình Định cho đến Bình Thuận. Như ở Bình Định, tổng lượng mưa trong 6 tháng nay đo được đã thiếu hụt từ 50 đến 75% so với trung bình nhiều năm. Điều đáng lưu ý là hiện nay vẫn chưa đến giai đoạn cao điểm của mùa khô tại khu vực Nam Trung Bộ nên dự báo tình trạng thiếu nước sinh hoạt hàng ngày và nguồn cung điện sẽ còn nghiêm trọng và kéo dài trong những tháng tới. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được tiếp nối với các thông tin thời tiết tại các tỉnh Tây Nguyên. Tại đây trời cũng có dấu hiệu ít mưa trở lại. Đợt mưa trong 1 đến 2 ngày qua cường độ rất yếu nên không đủ đem lại lượng ẩm cần thiết cho cây trồng. Trong hôm nay trời vẫn nhiều mây và có mưa rào ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ và nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, độ ẩm từ 45 đến 60%. Thưa bà con, tại huyện Công Tro, tỉnh Gia Lai, hạn hán kéo dài từ đầu mùa khô tháng 10 năm 2012 đến nay đã gây hại hơn 2.800 hecta cây nông nghiệp với tổng giá trị thiệt hại hơn 39 tỷ đồng. Trong đó, diện tích cây ngô lai, cây trồng chủ lực tại địa phương chiếm tới 2.500 hecta. Vì thiếu nước, tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Công Tro mới chỉ gieo trồng được hơn 60% diện tích cây trồng vụ đông xuân. Trong khi đó, ở thời điểm này, các năm trước đã hoàn thành 100%, thiệt hại sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Một trong những nguyên nhân được cho là dẫn đến tình trạng hạn hán như hiện nay tại huyện Kontrol cũng như các huyện phía đông của tỉnh Gia Lai là do tích nước hồ thủy điện khiến sông Ba con sông cung cấp nước chủ yếu cho cả vùng bị cạn kiệt. Chuyển sang khu vực các tỉnh Nam Bộ, trong ngày hôm nay cũng có mưa rào và rông vài nơi do một vài đám mây hình thành ở rìa phía bắc của hoàn lưu sau áp thấp nhiệt đới gây nên. Nhiệt độ khu vực tăng nhẹ so với ngày hôm qua, thấp nhất là từ 22 đến 25 độ và cao nhất từ 32 đến 35 độ, độ ẩm là từ 50 cho đến 60%. Do nắng hạn kéo dài, nhiều vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Cà Mau mất trắng vì thiếu nước, nặng nhất là huyện Đầm Rơi và Cái Nước. Đây là hai huyện có diện tích nuôi tôm lớn nhất tỉnh với trên 100.000 hectare. Nông dân ở đây cho biết, năm nay mùa khô đến sớm, nắng nóng gây gắt nên nước của các ao đầm nuôi tôm bị cạn sớm hơn so với những năm trước. Trước thực trạng này, người nuôi tôm hoặc là tạm dừng thả tôm hoặc là thả nuôi nhưng chấp nhận rủi ro. Nhiều nông dân đã bơm nước từ sông đưa vào ruộng, sau đó thả tôm giống ngay. Tuy nhiên, theo các kỹ sư nuôi trồng thủy sản thì đây là cách làm mạo hiểm, vì như vậy nước đã bị ô nhiễm, thả nuôi tôm sẽ không hiệu quả. Tỉnh Cà Mau có tổng diện tích nuôi tôm lên tới 290.000 ha, nhưng chỉ có 5.000 ha nuôi công nghiệp, còn lại là nuôi quảng canh cải tiến, tất cả đều phụ thuộc thời tiết, khi mùa mưa thì ao đầm bị chìm, mùa khô thì thiếu nước, người nuôi tôm luôn bị động. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hàng trăm hộ dân thả tôm nuôi trái vụ đầu năm 2013 đều thiệt hại. Dự báo năm 2013, nghề nuôi tôm sẽ gặp nhiều khó khăn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!